đến sau vòng đấu thứ 9 của giải vô địch quốc gia Tây Ban Nha, Getafe là một trong hai cái tên vẫn chưa biết đến mùi chiến thắng ở mùa giải năm nay. Không những thế tình hình phong độ của đội bóng này còn bị xếp vào diện bết bát sau 9 trận mới chỉ có được vỏn vẹn 2 điểm và đang dậm chân ở vị trí cuối cùng trên bảng xếp hạng. Trong tình cảnh như vậy, rõ ràng là thật khó để hy vọng gì nhiều vào đội bóng vùng ngoại Oman Madrid này. Tuy nhiên thì nếu để ý thì có thể thấy mọi chuyện đang có những diễn biến tích cực hơn nhiều sau khi họ có sự thay đổi ở vị trí thuyền trưởng. Cụ thể, vào đầu tháng 10 vừa rồi huấn viên Misen đã bị sa thải, thay vào đó là huấn viên Kik que Sanchez Flores Ngay lập tức dưới thời cựu chiến lược gia của Atletico Madrid này, Getafe đã có bước thi đấu khởi sắc hơn bằng chứng là hai điểm có được sau hai trận hòa mà họ giành được vừa rồi, điều mà bảy vòng trước đó họ không làm nổi. Chính vì vậy mà niềm tin cũng dần được lấy lại vào trận đấu tới đây thử thách như Santa Vigo, được dự báo là không đến mức quá gây gớm để họ hướng tới kết quả thuận lợi. Niềm tin ấy càng có cơ sở khi biết rằng Getafe được trở về với Coliseum Alfonso Perez, nơi mà chín lần tiếp đón Santa Vigo gần nhất họ đã thắng tới 6 và chỉ thua một. Không những thế sự ủng hộ còn đến từ chính đối thủ của họ khi biết rằng Santa Vigo hiện tại cũng chỉ khá hơn về vị trí trên bảng xếp hạng khi đứng thứ 15 với 7 điểm sau 9 trận. Còn về phong độ màn trình diễn của thầy trò huấn viên Kuret cũng đang hết sức bất ổn. Cụ thể như hai vòng đấu gần đây đều đã phải nhận thất bại, riêng trên sân khách cũng mới chỉ có một chiến thắng, còn lại thua hai và hòa 1 sau 4 trận. Chính vì vậy mà về mặt chuyên môn có vẻ như sự khác biệt giữa hai đội cũng không quá rõ. Điều này chính là cơ sở để Getafe có thể hy vọng, đặc biệt là diễn biến từ sàn giao dịch châu Á khi nhà cái đưa ra kèo hòa được thua cùng điểm ăn thấp cho Getafe ở trận đấu này. Cần biết rằng với tình hình hiện tại của đội chủ sân Coliseum Alfonso Perez, mức kèo được niêm yết như vậy là hợp lý, nên nhớ những lần họ tiếp đón đối thủ này trước đó cũng không thường có những nhiều mức chấp đột biến, ngay như lần gần nhất mức kèo cũng chỉ tương tự như vậy. Hơn nữa bản thân Getafe cũng tỏ ra có duyên với mức kèo này khi biết rằng trong cả hai lần được ship tương tự khi tiếp đón Santa Vigo trước đây, đội chủ sân Alfonso Perez đã thắng 1 và hòa 1. Chính vì vậy mà có thể hy vọng vào một kết quả thuận lợi cho thầy trò huấn viên Sanchez Flores ở trận đấu tới. Trên phương diện tổng bàn thắng, đặc điểm thường thấy khi hai đội bóng này gặp nhau là sự chặt chẽ với không nhiều bàn thắng được ghi. Ở hiện tại trong bối cảnh mà hàng công cả hai cũng thi đấu không tốt, càng khó trông đợi vào một kịch bản bùng nổ và với mức kèo chỉ được niêm yết là hai hòa, mốc dưới được xem như lựa chọn